Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cho phần tính giá thành trên MISA. Và tính giá thành trên MISA về sản xuất gầu thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Ở đây chúng ta có hai phương pháp, lý do là do doanh nghiệp chúng ta là sẽ tự sản xuất là 100 sản phẩm. Tức là 100 sản phẩm này thì chúng ta sẽ tự sản xuất và sẽ có thêm là 20 sản phẩm là chúng ta sẽ mang nhờ một cái đơn vị thứ hai gia công hộ, và chúng ta trả phí cho cái phần gia công trên. Và nguyên vật liệu thì sẽ do chính doanh nghiệp chúng ta là cung cấp, và doanh nghiệp đối tác thứ hai là sau khi sản xuất xong sản phẩm thì sẽ bàn giao chúng ta sản phẩm hoàn thiện và có thêm phí gia công. Thì như vậy, điểm khác biệt ở đây là đối với trường hợp 100 sản phẩm này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có yếu tố nguyên vật liệu thì cũng giống như là 20 sản phẩm chúng ta mang đi gia công. Và chúng ta khác biệt ở đây là chúng ta sẽ có yếu tố là chi phí nhân công, và yếu tố thứ hai là chi phí máy móc trong quá trình thi công là gầu, máy đào, máy xúc. Và đối với 20 sản phẩm này thì dĩ nhiên là khách hàng là đối với đơn vị khách đối tác sản xuất gia công hộ cho chúng ta thì họ đã xuất cho chúng ta một cái hóa đơn về gia công rồi, và họ đã giao cho chúng ta sản phẩm là hoàn thiện, tức là chúng ta nhận được sản phẩm hoàn thiện từ A đến Z luôn, và chúng ta chỉ việc là bán cho khách hàng và giao cho khách hàng mà thôi, và chúng ta không cần phải làm lại thêm bất kỳ gì. Thì do đó chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn một, để khi chúng ta tính giá thành, là đối với phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ loại bỏ khi chúng ta chọn kỳ tính giá thành. Và phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra hai kỳ tính giá thành. Thì đối với phương pháp 1 thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hành như sau. Đầu tiên là chúng ta thực hiện các công tác giá thành, chúng ta tập hợp chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và các chi phí khác chúng ta đã hoàn thiện xong. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào phân hệ giá thành. Chúng ta có thể bấm ART F2 hoặc chúng ta vào mục giá thành. Và đối với doanh nghiệp thì chúng ta sẽ chọn theo cái phương pháp là giãn đơn liên tục, và chúng ta chọn kỳ là năm nay để chúng ta lấy dữ liệu. Thì rõ ràng đây chúng ta chưa có bất kỳ dữ liệu nào. Thì để thực hành, chúng ta sẽ chọn bước đầu tiên là xác định kỳ tính giá thành. Các bạn nhớ là chúng ta phải chọn là phương pháp sản xuất liên tục giãn đơn, và chúng ta sẽ chọn cái tháng là tháng 2, và chúng ta sẽ bấm lấy dữ liệu. Thì khi chúng ta bấm lấy dữ liệu thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm ở đây, đó là gia công gầu và sản xuất gầu. Là như vậy, cũng là sản phẩm là gầu 2 mét khối, nhưng chúng ta có một cái mục là đối tượng tập hợp chi phí là gia công, và một đối tượng tập hợp chi phí là sản xuất gầu. Và nếu chúng ta là tính cái bước nào chúng ta có thể loại bỏ, hoặc là cái nào chúng ta không cần tính chúng ta loại bỏ đi cái nào, và hoặc là khi chúng ta không thấy hiện lên thì chúng ta có thể bấm chọn trên này. Tức là nếu chúng ta sản xuất thêm các sản phẩm khác thì chúng ta có thể bấm chọn đây để chúng ta thêm vào, còn nếu không thì chúng ta sẽ hủy bỏ. Như vậy chúng ta sẽ bấm cắt cho hai cái sản phẩm mà chúng ta sẽ sản xuất trong cái kỳ giá thành là tháng 2 này, một cái là gia công gầu và một cái là sản xuất, với cái chi phí là chúng ta đã tập hợp được cho gia công là 810 và chi phí cho sản xuất gầu là 3.053 tỷ. Chúng ta có thể vào phía xuất kho chúng ta kiểm tra lại, thì các bạn sẽ thấy là đối với chi phí xuất kho thì chúng ta theo lệnh sản xuất của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái lệnh, tức là nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất 02 là 610 và cho 01 là 3.053 tỷ. Thì như vậy là tại cái kỳ giá thành chúng ta tập hợp thì chúng ta xác định ở đây chúng ta đang có, chúng ta thấy là 810. Và một cái chúng ta là 3.053 tỷ. Thì như vậy là đối với phần gia công là cái phần mà chúng ta đã tổng hợp. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đối với sản xuất gầu thì chúng ta sẽ có 3.053 tỷ. Lý do 3.053 tỷ là chúng ta chỉ mới tập hợp được chi phí nguyên vật liệu, còn nhân công và sản xuất chung chúng ta chưa tập hợp được. Và còn đối với gia công gầu thì chúng ta ngoài 610 triệu là đối với nguyên vật liệu xuất kho, chúng ta có thêm 200 triệu cho cái hóa đơn này, nên chúng ta sẽ có 810 ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn tính giá thành, và chúng ta sẽ bấm chọn tháng 2 và chúng ta bấm đồng ý. Và tại đây thì chúng ta sẽ tiến hành cho các bước phân bổ. Thì rõ ràng là chúng ta sản xuất chung và chúng ta có 627 và chúng ta có thêm dịch vụ mua ngoài khác là 96 triệu đồng. Thì đối với khoản nào mà chúng ta không, tức là chúng ta chọn những cái mục mà chúng ta chọn chung thì
cái mục này chung dịch vụ mua ngoài này thì các bạn thấy 96 triệu này đó là tiền điện và tiền nước, và cái mục là sau 273 là chi phân bổ cho chi phí chạy trước 242 và 214 nếu có. Còn đây là chi phí tiền lương nhân công mà chúng ta sẽ có. Và dĩ nhiên chúng ta chọn theo yếu tố thì thức phân bổ là theo thức theo tiêu chí nguyên vật liệu. Và ở phương pháp tính giá thành theo phương pháp 1 này thì chúng ta ở tại kỳ này thì chúng ta sẽ chọn theo phương pháp gọi là click vào cái đối tượng, chúng ta bỏ cái mục mà đối tượng tính giá thành, thì ở đây cái phần gia công thì chúng ta sẽ bỏ luôn, chúng ta không tính vào. Giờ chúng ta click bỏ tích vào cái thành phẩm mà chúng ta không cần phân bổ. Thành phẩm không cần phân bổ ở đây đó chính là cái sản phẩm mà chúng ta gia công gầu này, vì chúng ta đã giao cho một cái đơn vị khác thì đơn vị đó đã sản xuất cái sản phẩm đã hoàn thiện rồi. Chúng ta lấy sản phẩm này, chúng ta mang về, chúng ta nhập kho, chúng ta bán mà thôi. Chúng ta trả cái phí cho họ là 10 triệu trên một sản phẩm gia công. Thì như vậy tại đối tượng tập hợp chi phí này thì chúng ta sẽ bỏ tích đi cái phần gia công và chúng ta sẽ giữ lại một phần duy nhất là cho sản xuất mà thôi để chúng ta phân bổ. Còn riêng phần gia công thì chúng ta sẽ không phân bổ nữa, tại vì rõ ràng là nếu chúng ta phân bổ thì nó sẽ vô lý, vì cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm mà chúng ta đã hoàn thiện rồi, chúng ta về chúng ta chỉ dùng mà thôi, chứ chúng ta không cần phải thêm nhân công, không cần phải thêm các cái chi phí dịch vụ như mua ngoài, hoặc là các cái chi phí tiền điện tiền nước, hoặc là chi phí phân bổ khấu hao, hoặc dùng máy móc tác động làm gì cả. Và đến bước này thì sau khi chúng ta đã loại ở đối tượng tập hợp chi phí thì chúng ta sẽ bấm phân bổ. Và lúc này phần mềm chỉ phân bổ duy nhất cho phần sản xuất gầu mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Và tại đây thì chúng ta sẽ là đối với sản phẩm hoàn thành thì chúng ta sẽ căn cứ vào bảng chúng ta kết quả, tức là cuối kỳ chúng ta sẽ nghiệm thu. Thì ở đây là chúng ta sản xuất 100 cái gầu nhưng chúng ta chỉ có làm hoàn thiện xong cho 90 cái gầu mà thôi. Thì chúng ta sẽ ghi là 90 là sản phẩm hoàn thành 90, còn dở dang cuối kỳ chúng ta ghi nhầm là ở đây là 90 là cho sản xuất, và dở dang chúng ta là 10 sản phẩm, chúng ta sẽ nhập 10 vào, tức là 90 hoàn thành và 10 sản phẩm là dở dang. Và đối với gia công thì dĩ nhiên là nhập 20 tháng 2 là chúng ta đã nhận sản phẩm về rồi, nên chúng ta là hoàn thành 100%, nên cái phần dở dang cuối kỳ chúng ta sẽ bỏ bằng 0, tức là nó không có dở dang ở đây. Và sau khi chúng ta đã hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ bấm tính dở dang. Thì khi chúng ta tính dở dang thì dĩ nhiên là cái gầu gia công thì chúng ta đã không có dở dang, tại vì 25 là chúng ta giao 20 sản phẩm thì họ đã gia công xong 20 sản phẩm và họ đã hoàn thiện rồi. Và chúng ta sẽ không có dở dang gì cả. Chỉ có sản xuất gầu chúng ta sẽ có dở dang thêm 10 sản phẩm này mà thôi. Và sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ là bấm vào tính giá thành. Và ở đây nó sẽ có cái mục là xuất khẩu chi phí dở dang, thì các bạn có thể là xuất khẩu để các bạn lưu trữ lại. Và nó sẽ báo các bạn có xem hay không, thì các bạn có thể xem hoặc các bạn thể không xem. Và chúng ta sẽ bấm thêm tính giá thành. Và bước này thì nó sẽ có cái mục là cập nhật giá nhập kho và giá xuất kho. Lý do là tại vì cái kỳ tính giá thành của các bạn sẽ thấy là lúc các bạn là xuất kho để bán thì là cái đơn giá vốn bằng 0. Nên ở đây chúng ta sẽ bấm là cập nhật là giá xuất kho và vừa bán, và cập nhật thêm giá nhập kho, đó là khi chúng ta tính giá thành thì chúng ta đã làm một cái phiếu nhập về các cái số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ. Do đó chúng ta phần mềm sẽ tự động là nhập cho chúng ta. Chúng ta bấm luôn hai mục đó là cập nhật giá nhập kho và tính luôn là cập nhật là giá xuất kho. Thì lúc này các bạn sẽ bấm cất để các bạn là hoàn thiện. Thì sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta có thể kiểm tra lại là sản phẩm chúng ta là có hay chưa, và rõ ràng là chúng ta sẽ vào phần phân hệ là nhập kho, thì các bạn sẽ kiểm tra tại đây. Thì các bạn sẽ bấm lấy dữ liệu, thì các bạn sẽ thấy là những cái phần là nguyên vật liệu nhập kho thành phẩm thì tự động phần mềm đã nhập cho chúng ta ở phân hệ này, tức là nhập lại cho chúng ta. Và chúng ta có thể vào một báo cáo để chúng ta kiểm tra lại, thì chúng ta sẽ thấy đây là bảng cân đối tài khoản, thì chúng ta kiểm tra lại ngay trong tháng 2. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta sẽ phát sinh thêm tài khoản 154 là chi phí hoàn thiện và có phần dở dang.
Như vậy là chúng ta ở cái bước là tính giá thành, chúng ta vẫn đang còn thiếu một bước nữa, đó là kích chuyển tài khoản chi phí. Do lúc nãy là chúng ta chỉ mới là đến tính giá thành mà thôi, chúng ta đến bước kích chuyển chi phí thì chúng ta bấm đồng ý, thì phần mềm là tự động là làm các bút toán nghiệp vụ kích chuyển cho chúng ta ngày 28 tháng 2, và chúng ta bấm kết. Và sau khi bấm kết xong thì chúng ta đã hoàn thiện, thì chúng ta có thể xong được cho cái mục đó là gì, là cái mục cái chuyển chi phí chúng ta. Và sau khi xong rồi thì chúng ta mới có thể vào báo cáo chúng ta kiểm tra lại, thì đối với tài khoản 154 lúc này nó mới chạy hoàn thiện cho chúng ta. Đây các bạn đã thấy đây, quản thời gian 294, thì đó là tài khoản 621, 622, 627 cũng đã kết thúc trong kỳ, đã chuyển cho chúng ta. Về phần giá vốn thì các bạn có thể kiểm tra ở phần bán hàng, thì chúng ta sẽ thấy đây là ở phần là bán hàng, ở đây thì các bạn sẽ thấy cái giá vốn của sản phẩm gia công chúng ta lúc này là gầu, thì tự động sẽ chạy cho chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ bấm hóa đơn số 5 lên, thì các bạn sẽ thấy là đối với phần giá vốn đây là nó tự động chạy cho chúng ta, cho cái phần giá vốn của chúng ta bao gồm cả phần gia công và phần sản xuất. Và để xem bảng giá thành thì chúng ta về đối chiếu thì chúng ta có thể là xem cân đối tài khoản chiều tại tháng 2 như thế này, thì các bạn sẽ thấy là tồn kho của chúng ta là còn lại là 3.499.200, và chúng ta đối chiếu lại phần hệ kho, chúng ta bấm hết toàn bộ kho và chọn tháng 2. Các bạn thấy đây là 3.499.200, chúng ta chỉ còn lại cái phần là cho ga Pacific mà thôi. Và về kho xuất thì chúng ta khớp từ nhập cho đến xuất trong kỳ, chúng ta đều khớp số, tức là 152 chúng ta là 3 tỷ 6, 3 tỷ 6 và còn tồn vẫn đấy. Về thành phẩm chúng ta cũng tương tự là có 3 tỷ 7 và 3 tỷ 7, thì chúng ta cũng đã xuất bán hết toàn bộ luôn. Đây là cái phần thành phẩm chúng ta không còn tồn 3 tỷ 7. Và các bạn muốn kiểm tra về phân hệ giá thành thì chúng ta sẽ vào đâu? Chúng ta sẽ vào phần là giá thành như này để chúng ta kiểm tra. Và cái mục của chúng ta là theo phương pháp là thể tính giá thành, thì chúng ta chọn ở cái mục là ở đây là theo công trình, và bảng tính giá thành thì chúng ta sẽ chọn cái mục cuối cùng của chúng ta ở đây là bảng tính giá thành, thì chúng ta sẽ bấm là chọn theo phương pháp giản đơn, và kỳ tính giá thành chúng ta là chọn kỳ tháng 2, chúng ta bấm đồng ý để chúng ta xem. Thì các bạn sẽ thấy đây là chúng ta sẽ có gia công gầu, thì chúng ta sẽ có nguyên vật liệu mà chúng ta xuất, chúng ta nhờ cái đơn vị đối tác là 610, và chi phí gia công ngoài chúng ta là 200, tổng chúng ta là 810, và chúng ta có 20 sản phẩm nhập kho. Và đối với sản xuất gầu thì chúng ta sẽ có nguyên vật liệu xuất dùng, và chúng ta có thêm là yếu tố về chi phí, đó là chi phí gián tiếp là nguyên vật liệu gián tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có 6 triệu 104, thì nó chính là cái chi phí tiền ga, và chúng ta sẽ có nhân công trực tiếp, và chúng ta có thêm là chi phí mua ngoài, đó là tiền ga, tiền điện và tiền nước. Và chúng ta có thêm ở đây tổng là 2 tỷ 9, chúng ta sẽ có giá thành đơn vị là 32 triệu. Về mẫu thì chúng ta có thể sửa lại cái mẫu để chúng ta xem, chúng ta có thể bấm quản lý mẫu và chúng ta bấm sửa để chúng ta xem lại. Thì mẫu này thì chúng ta sẽ có mã và mã đối tượng tổng hợp chi phí, chúng ta có thể thêm. Về nguyên vật liệu trực tiếp thì chúng ta sẽ bấm nguyên vật liệu trực tiếp thôi, chúng ta bỏ gián tiếp đi và chúng ta bỏ luôn cái phần gián tiếp. Ta bấm cắt. Ta ghi là áp dụng và chúng ta bấm nạp lại. Thì các bạn thấy đây, nguyên vật liệu thì nó sẽ hiện cho chúng ta một hàng mà thôi, nó không còn tách cho chúng ta hai hàng và gây khó chịu cho chúng ta nữa. Và sau khi chúng ta xong thì chúng ta sẽ bấm, chúng ta có thể xuất khẩu kết quả ra và hoặc là chúng ta sẽ đóng kết quả lại. Thì như vậy là chúng ta đã có thể hoàn thiện cho cái phần là tính giá thành theo phương pháp đầu tiên, đó là chúng ta loại bỏ ở kỳ tính giá thành, ta loại bỏ cái phần gia công, vì sản phẩm gia công là sản phẩm đã hoàn thiện, chúng ta chỉ mang sản phẩm về chúng ta bán mà thôi, chúng ta không cần phải là tác động đến nhân công và không cần tác động đến nguyên vật liệu hoặc khác nữa.
chúng ta không cần máy móc rồi sản xuất chung tác động vào. Nên ở đây là chúng ta đã hoàn thiện xong cho cái phương pháp tính giá thành là phương pháp 1.